Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách xem giá vàng hôm nay cực là chuẩn. Hai cái trang mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn để xem được cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới theo cứ tính theo 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 giây theo phút anh chị và các bạn ạ. Thì đối với giá vàng trong nước thì chúng ta xem một cái trang là trang sgc.com.vn sực giá vàng. Đối với giá vàng quốc tế thì chúng ta xem một cái trang là vn.tradingview.com. Thì sau đây tôi sẽ review và hướng dẫn cho các anh chị và các bạn xem cái giá vàng cụ thể nhé. Ở đây là cái trang TradingView này cập nhật cái giá vàng trên thế giới. Anh chị có thể thấy rất là thuận tiện đúng không ạ? Đây là một trang khá là lớn về giao dịch và cập nhật giá. Thì anh chị có thể nhìn thấy cái bảng giá vàng đấy ạ. Đấy, bảng giá cập nhật này. Thì cái giá vàng hiện tại bây giờ đang là 1862, nhảy nhanh liên tục 1861 này. Đấy, nó nhảy liên tục anh chị ạ. Đây anh chị để ý nhá, nó nhảy liên tục theo giây luôn ạ, cứ mỗi giây nhảy một cái. Ở đây là cái giá mà nó tính theo đô anh chị nhá, anh chị nhá, 1861.87 đô đấy ạ. Và cái giá này chính là cái giá mua vào anh chị nhá, tức là giá của các tổ chức mua vào đấy. Và cái giá ở dưới này là giá đối với từng cái sàn đấy, anh chị ạ, đây là sàn FXCM này. Đó. Ở Việt Nam thì có rất nhiều các cái thương hiệu vàng để xem các bảng giá. Tuy nhiên thì tôi sẽ chọn cho anh chị và các bạn thực hiện xem cái bảng giá vàng SJC để chuẩn nhất các anh chị nhé. Thực ra thì cái vàng SJC là cái vàng rất là phổ biến và lấy làm tiêu chuẩn ở Việt Nam. Và anh chị và các bạn có thể hay gọi là vàng tiêu chuẩn hay là vàng gọi là vàng chính thống ở Việt Nam là vàng SJC. Thế thì đây là cái bảng giá vàng SJC do công ty vàng bạc đá quý SJC cung cấp. Thế thì trên cái bảng giá này anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ cập nhật hàng ngày hàng giờ nhé, và đơn vị sẽ là Việt Nam đồng trên một lượng. Đây là giá trên một lượng, tức là một cây đấy ạ. Và cập nhật theo nữa là cái giá vàng ở trên thế giới. Đây là giá này là giá mua vào này, 18.1861.6 là giá mua vào, 1862.6 là giá bán ra. Đây là giá tính theo đô la đó. Và quy đổi sang Việt Nam đồng thì cái giá này là giá trong nước. Giá trong nước thì đây là SJC là một lượng hay là 10 lượng, thì giá mua vào sẽ là 56 triệu 550 ngàn và giá bán ra sẽ là 57 triệu 050 ngàn đồng. Ở đây được hiểu như thế nào? Tức là khi anh chị đi mua vàng thì anh chị sẽ phải mua với giá là 57 triệu 050 ngàn. Đấy là khi anh chị đi mua nhé. Và khi anh chị đi bán thì anh chị sẽ bán với cái giá 56 triệu 550 ngàn. Tức là gì? Nếu mà chúng ta mua xong chúng ta bán ngay thì chúng ta đang bị chênh lệch là khoảng 500 ngàn. Tức là anh chị lỗ luôn 500 ngàn đấy. Mình mua xong mình bán ngay thì mình lỗ 500 ngàn. Tức là giá chênh lệch như vậy. Để anh chị dễ hiểu. Thì các cái loại SJC 5 chỉ, SJC 2 chỉ, 1 chỉ, 5 phân thì nó cũng tương tự như vậy. Khi mà chia nhỏ ra thì là nó sẽ đắt hơn một chút ạ. Đắt hơn một chút ạ. Đấy. 5 chỉ thì là 57070, 2 chỉ, 1 chỉ, 5 phân thì sẽ là 57080. Đó. Thì nó đắt hơn một chút. Còn các loại vàng nhẫn này thì nó là những cái loại mà tức là chất lượng kém hơn thì giá nó rẻ hơn ạ. Giá nó rẻ hơn ạ. Chất lượng nó kém hơn. 99,99 ạ, SJC 99,99 này. Vàng nữ trang các thứ thì nó sẽ rẻ hơn. Ba cái loại này là loại chính để chúng ta nắm giữ và đầu tư này. Đó, ba loại này loại chính để chúng ta nắm giữ và đầu tư anh chị nhá. Anh chị cũng có thể là vào trang Doji để mà mua online được. Thì thực ra hiện tại bây giờ Doji họ cũng đã lập một cái trang gọi là trang egold.doji.vn để cho anh chị và các bạn có thể là mua vàng online ở trên này rất là dễ. Và tôi có làm một cái video hướng dẫn mua vàng online ở trên cái trang Doji.vn để anh chị có thể là thuận tiện theo dõi để mua vàng. Thực ra là tôi cũng không quảng cáo gì cho cái trang Doji đâu. Tôi thấy hay thì tôi chia sẻ lại với anh chị và các bạn để chúng ta là giữ vàng để chúng ta tích lũy thay vì chúng ta giữ tiền vì nó mất giá khá là cao đúng không ạ?
À, như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn xem cái bảng giá vàng chuẩn nhất ấy của SJC, là một cái loại vàng mà nó phổ biến và được thống nhất, vàng vàng chuẩn quốc gia của Việt Nam. Đấy, ở trên cái bảng giá vàng này và cách xem như thế nào, và một cách mua ở trên trang Doji để anh chị tham khảo thêm, một cách mua online. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc anh chị và các bạn sẽ có những cái kênh đầu tư may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé.